10 LGP 13 IND 2 chiều tiết kiệm 70% điện lạnh nhanh khoảng 10 triệu của bạn. 9. Mitsubishi Heavy giảm mốc tiết kiệm điện phù hợp trẻ nhỏ khoảng 12 triệu của bạn. 8. Panasonic 1.5 HB sạch bụi mịn, hút ẩm, cảm biến nhiệt độ khoảng 12 triệu của bạn. 7. Panasonic SU12UKH8 lọc không khí hiệu quả, mức nhiệt lý tưởng khoảng 14 triệu của bạn. 6. Media 17500 lạnh nhanh, lọc bụi, môi trường gần biển khoảng 14 triệu của bạn. 5. Daikin 1 chiều thổi xa 9 mét, dễ tháo vệ sinh khoảng 10 triệu của bạn. 4. Daikin 2 chiều có sưởi ấm không phát hiện người 20 phút tăng nhiệt giảm điện khoảng 12 triệu của bạn. 3. Panasonic 1SP giảm ồn tiết kiệm điện lặn sâu hợp phòng nhỏ khoảng 16 triệu của bạn. 2. Panasonic Inverter 1HB khử mùi, diệt khuẩn, bảo vệ không khí trong lành khoảng 12 triệu của bạn. 1. Daikin 1SP 2 chiều tránh gió vào người, khử mùi lạnh, nhanh mát, tầm khoảng 10 triệu của bạn.